Thưa quý vị và các bạn, theo chánh văn phòng Bộ Công an, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính là nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí Petroland để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 30 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra các hành vi sai phạm của ông Bùi Minh Chính, nguyên giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí Petroland cùng một số đồng phạm. Bắt đầu cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã xác định Bùi Minh Chính cùng đồng phạm có hành vi môi giới ký chuyển nhượng đất ở thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, thời gian vi phạm từ năm 2012 đến năm 2018. Hiện cơ quan an ninh điều tra đã tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi của những người có liên